Hai nhà sản xuất phim nổi tiếng dùng bữa sáng tại một nhà hàng đắt tiền. Họ đang thảo luận về ngân sách cho phần tiếp theo của một bộ phim rất thành công, đã thu về 500 triệu đô la tại phòng vé. Họ nói chuyện rất khẽ khàng vì họ nhắc đến những chi tiết quan trọng của kịch bản. Họ sợ có người nghe lỏm được. Các nhà sản xuất đã đúng, một số người tò mò thực sự đang nghe lén cuộc trò chuyện. Hãy tìm họ. Có một anh chàng ở bàn bên cạnh đang cầm ngược một cuốn tạp chí. Rõ ràng là anh ta không đọc nó. Cô gái đằng kia là một nhà báo. Có một ống kính máy ảnh thò ra khỏi ba lô của cô ấy. Bạn thấy không? Và người đàn ông đó đang ăn salad. Nhưng bạn có thể thấy một chiếc micro ẩn trong mái tóc dài của anh ấy. Ba người đang đứng xếp hàng trước một xe bán kem. Người thứ nhất đang lấy kem ốc quế từ người bán. Anh chàng phía sau đang lo lắng. Tay anh đút trong túi. Anh chàng thứ ba đang nhìn thứ gì đó qua ống nhòm. Ai trong số họ là cảnh sát? Hãy nhìn anh chàng đầu tiên. Anh ấy có một bộ đàm trong túi quần. Một người đang đi xe mô tô trên con đường quê thì nghe thấy tiếng la hét. Một người phụ nữ đang kêu cứu. Có vẻ cô ấy đang ở trong rừng. Người này vội phóng xe về hướng của tiếng hét và nhìn thấy ba cô gái giữa những cái cây. Tất cả bọn họ đều cầu xin được cứu khỏi Macaron. Người đàn ông hỏi, nhưng ai trong các cô là Macaron? Cô ta! Tất cả các cô gái la hét và chỉ vào nhau. Làm sao anh chàng lái xe chọn đúng người cần cứu? Có hai gương chiếu hậu trên xe mô tô. Anh chàng cần xoay ghi đông và kiểm tra xem cô gái nào phản chiếu trong gương. Mary mở mắt và nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ. Điều cuối cùng cô nhớ được là cô đang đi dạo trong công viên và sau đó là... bóng tối. Trong phòng có rất nhiều rác. Một ngọn đèn màu đỏ đang nhấp nháy trên trần nhà. Mary có thể đi qua cửa. Nó đang mở. Nhưng đợi đã... cô ấy cần phải lấy một vài vật hữu ích trong phòng. Cô chỉ có thể chọn hai món đồ. Món đồ nào? Mary cần lấy thiết bị lặn và mặt nạ. Hãy nhìn cửa sổ nhỏ. Cá đang bơi qua. Mary đang ở dưới nước. Có bốn tù nhân trong phòng giam này và đối với tôi, trông ai cũng rất rắn giỏi. Chà, ngoại trừ một, có ma mới ở đây. Bạn có đoán được đó là ai không? Có lẽ bạn nghĩ rằng đó là anh chàng tuyệt vọng, nhưng hãy nhìn xem, có 5 dấu gạch ngang trên bức tường bên cạnh anh ta. Anh ta đã ở trong tù được một thời gian rồi. Người mới đang ngồi đối diện anh ta không có dấu gạch ngang nào cả. Alex trở về căn hộ trên tầng cao nhất của mình sau buổi tập ở phòng gym. Lúc anh ấy đang ăn trưa, nhân viên cấp nước đến gõ cửa nhà. Họ nói rằng trần nhà trong căn hộ của Alex sắp sập vì hàng xóm của anh ấy quên tắt vòi nước và bây giờ nước đang ngập khắp tòa nhà. Họ yêu cầu anh chàng sơ tán ngay lập tức. Alex đã đóng cửa và gọi cảnh sát. Tại sao? Anh ấy sống ở tầng trên cùng, nước không thể làm ngập căn hộ của anh. Annie vừa sắm một chiếc mô tô mà cô đã khao khát có trong nhiều năm. Vào buổi sáng, cô ấy lau chùi nó cẩn thận để đi lượn vào buổi tối, đóng cửa gara và đi làm. Oh no! Đến chiều khi mở gara, cô không thấy xe đâu nữa. Cô dò hỏi ba người hàng xóm. Adrian nói, khi tôi đi mua sắm vào buổi trưa, chiếc mô tô vẫn còn trong gara nhà bạn. Angela nói rằng, cô ấy đã rời đi trước khi mặt trời mọc và vừa về đến nhà. Kate nói rằng cô ấy không chú ý đến nhà của Annie. Cô ấy đã rất lo lắng về buổi phỏng vấn xin việc. Ai đã lấy cắp chiếc mô tô? Adrian, anh ta nói đã nhìn thấy chiếc mô tô trong gara, nhưng cửa đã bị đóng, làm sao anh ta thấy được? Có một vũ hội lớn được tổ chức để mừng sinh nhật của cô Parsons.
và một nửa thị trấn đã được mời đến dự tiệc. Đột nhiên, đèn trong toàn bộ căn nhà tắt trong vài phút. Khi đèn sáng trở lại, đôi bông tai kim cương tuyệt đẹp của cô Parson đã biến mất. Nghi can chính là người em họ xa của cô, Sylvia. Nhưng cô ấy nói mình đã ở trong phòng tắm để sửa sang lớp trang điểm. Cô ấy thậm chí còn không để ý rằng đèn đã tắt vì cô ấy đang bận. Ai đang nói dối, cô Parson hay Sylvia? Đèn tắt trong toàn bộ căn nhà. Nếu Sylvia đang trang điểm, cô ấy chắc chắn sẽ nhận thấy có điều không ổn. Adele tìm thấy bạn của mình Oliver nằm trên sàn phòng studio trên gác xếp nhà anh ấy. Cô đã gọi cảnh sát. Viên sĩ quan đến yêu cầu cô gái tường thuật mọi chuyện. Adele nói rằng cô ấy đã đi ngang qua nhà của Oliver và nhận thấy đèn vẫn sáng. Cô đến bên cửa sổ, nhìn trộm vào trong và thấy anh ấy đang nằm trên sàn. Cô đã gọi báo cảnh sát và chạy vào nhà. Viên sĩ quan không tin cô. Bạn có tin không? Không, nghe không ổn chút nào. Anh chàng ở trên gác xếp. Adele không thể nhìn thấy anh ấy qua cửa sổ. Một tối nọ, trời mưa rào. Martha về nhà và phát hiện ra có người đã ăn mất thanh sô-cô-la của mình. Cô ấy hỏi các chị em xem ai đã làm điều đó. Laura nói rằng cô ấy đã luyện tập trong phòng của mình. Hơn nữa, cô ấy không thích ăn đồ ngọt. Ashley nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ ăn sô-cô-la của người khác. Luna nói rằng cô ấy đã tưới cây trong vườn. Cô ấy vừa mới vào nhà. Ai đã nói dối? Đó là Luna. Bên ngoài trời đang mưa nên cô ấy không cần tưới cây. Colette luôn muốn nuôi một con mèo, nhưng mẹ của bạn ấy không cho phép. Một lần bạn ấy tìm thấy một con mèo con trên đường và mang nó về nhà. Bạn quyết định nuôi trộm để mẹ không biết. Tuy nhiên, vào một buổi sáng, mẹ của Colette bước vào phòng con gái và nhận ra có mèo sống trong đó. Sao cô ấy biết được? Colette mặc quần đùi và bạn ấy có các vết cào ở chân. Jenny bị nhốt trong phòng cùng với 15 người khác. Mỗi người trong số họ có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng và tất cả những người bên trong mà không cần quay đầu hay cơ thể hay di chuyển theo hướng khác. Để ra khỏi phòng, Jenny phải đặt một quả táo sao cho tất cả mọi người, trừ một người có thể nhìn thấy nó. Cô gái đã làm được, nhưng bằng cách nào? Cô ấy đặt quả táo lên đầu một người. Một thủy thủ già kéo được một dương kho báu lên từ đáy biển. Ngay khi ông lấy một đồng tiền vàng từ đó, một tên cướp biển xuất hiện trước mặt ông. Tên cướp biển gằn giọng: "Sao ngươi dám động vào kho báu của ta? Ngươi sẽ phải sống nửa đời dưới biển và nửa đời ở trên bờ." Thủy thủ đã già và ông không biết mình còn sống được bao lâu. Làm sao ông có thể sống nửa đời còn lại trong nước? Ông có thể làm được nếu đan xen sống một ngày dưới biển và một ngày trên đất liền. Thầy giáo thông báo với học sinh rằng họ chỉ phải trả lời một câu hỏi để vượt qua kỳ thi. Thầy giáo lấy một quả bóng bia bóng loáng ra khỏi cặp và đặt nó lên bàn. Thầy nói, hãy chứng minh quả bóng này không tồn tại. Đến cuối giờ kiểm tra, tất cả học sinh đã viết đáp án nhưng chỉ có một bạn vượt qua kỳ thi. Học sinh duy nhất đó đã viết hai từ trên tờ giấy và đã đạt điểm đủ để qua môn. Bạn ấy đã viết gì? Bóng nào? Bạn đang đi trong một khu rừng tối tăm thì nhìn thấy một cánh cửa. Bạn mở nó ra, bước một bước và lạc vào một thế giới màu hồng diệu kỳ. Ở đó có dòng sông màu hồng, cây cũng màu hồng. Bạn nhìn thấy ngôi nhà một tầng màu hồng và đi vào trong. Nội thất đều có màu hồng. Một con mèo màu hồng meo meo đang dạo bước khắp nhà.
Bạn đi dọc theo hành lang đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Cầu thang này có màu gì? Nhà không có cầu thang, vì đây là căn nhà một tầng mà, bạn nhớ chứ? Hãy nhìn bức hình này, có gì sai ở đây? Xe cứu hỏa thường có màu đỏ chứ không phải màu xanh. Tốt lắm, còn hình này thì sao? Mùa đông không có bơm bướm. Một hình nữa cho bạn. Hãy nhìn những người này. Bạn có thấy điều gì lạ không? Những người này đang chơi quần vợt nhưng lại dùng một quả bóng đá nhỏ. Có hai người sinh ra cùng một lúc nhưng họ không tổ chức sinh nhật vào cùng một ngày. Sao lại thế? Họ sinh ra ở hai múi giờ khác nhau và một trong hai nơi đã là ngày hôm sau. Thuyền trưởng Jack là cướp biển khét tiếng và đáng sợ. Anh ta đã cướp hàng nghìn con tàu chỉ bằng một mánh khóe nhỏ. Nó giúp Jack dễ dàng tiếp cận mọi con tàu đến từ mọi quốc gia và đến đủ gần để cướp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mánh khóe đó là gì? Thuyền trưởng Jack có một bộ sưu tập các lá cờ của nhiều quốc gia. Thay vì sử dụng Jolly Roger, lá cờ đen đáng sợ, anh ta giương quốc kỳ của con tàu đang đến gần. Nhờ đó, anh ta lên được con tàu ấy ngay lập tức. Một người đang ở trong tòa nhà 9 tầng khi có đám cháy. Anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng không bị thương tích gì. Sao có thể? Người đó nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng 1. Hãy nhìn những người này, một trong số họ đến từ tương lai. Bạn có phát hiện ra đó là ai không? Để ý kỹ nhé! Đúng rồi, chính là anh chàng này. Anh ta có một chiếc smartphone trong túi. Đây trông giống một buổi dã ngoại bình thường trong công viên. Nhưng một trong những người này du hành thời gian. Là ai vậy? Đó là anh chàng có cổng USB trên cánh tay. Tại bữa tiệc này có một người đến từ thời đại khác. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra người đó. Đó là người mặc áo giáp chainmail này. Tội nghiệp, chắc anh ta đổ nhiều mồ hôi dưới đống kim loại này lắm. Mark bị nhốt trong tầng hầm, không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa có khóa gồm các chữ cái kết hợp, thứ có thể cho Mark gợi ý là tờ ghi chú anh tìm thấy trong góc. Mật mã là gì? Mark đã thoát được khỏi tầng hầm. Mật mã là SMART. Chìa khóa giải câu đố này giấu trong bảng chữ cái. P cộng thêm 3 chữ cái là S, N trừ 1 chữ cái là M, và cứ thế. Lisa thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra một số tiền khá lớn cô để trong ví đã bị mất. Chồng cô đang đi công tác. Vì vậy, người đã lấy tiền chỉ có thể là một trong 3 đứa con của cô. Con gái Karen 17 tuổi, con trai Christopher 15 tuổi, hoặc con trai David 12 tuổi. Lisa hỏi các con đã làm gì vào buổi tối hôm trước. Karen nói, cô đã đi ngủ ngay sau bữa tối vì bị đau đầu. Christopher nói, cậu đã đến club với người bạn thân nhất là Rick. David trả lời cậu đi tập đá bóng. Lisa ngay lập tức biết ai đã lấy tiền. Bạn thì sao? Christopher đang nói dối. Cậu ấy chỉ mới 15 tuổi, không thể vào club được.
Melanie mời đồng nghiệp Maria ăn tối. Maria rất ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ Melanie không thích cô, nhưng chủ nhà Melanie đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon. Cô thậm chí còn nấu cá ngừ cho cả hai người. Cô cắt đôi miếng cá và mỗi người ăn phần của mình. Một lúc sau, Maria tái nhợt và bất tỉnh. Cô đã được đưa đến bệnh viện. Cô bị ngộ độc thực phẩm rất nặng. Vài ngày sau, cảnh sát bắt Melanie vì tội đầu độc Maria. Nhưng cô ta đã làm việc đó bằng cách nào? Hai người đã ăn những món ăn giống nhau mà. Chất độc ở bên mặt của con dao mà Melanie dùng để cắt cá. Bằng cách này, chỉ miếng cá ngừ mà cô đưa cho Maria có độc. 5 có giá 25 đô và 25 có giá 50 đô. Nếu bạn mua 255, bạn sẽ trả 75 đô. Bạn mua gì và một món có giá bao nhiêu? Bạn đang mua số nhà và một chữ số có giá 25 đô. Bạn đang đi du thuyền vòng quanh thế giới thì gặp phải một cơn bão khủng khiếp. Một lúc nào đó, bạn đập đầu vào cột buồm và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bạn thấy mình đang ở trên một bãi biển. Xung quanh là những người dân địa phương, trông không mấy thân thiện. Hóa ra họ không thích người nước ngoài. Họ cho bạn 3 sự lựa chọn. Họ có thể đưa bạn đến một hang động đầy nhện tarantula. Họ có thể ném bạn xuống một cái hố đầy bọ cạp vàng. Hoặc bạn có thể gặp vài con sư tử đói. Bạn nên chọn cách nào để sống sót? Chọn nhện tarantula, chúng hầu như vô hại đối với con người. Michelle nhận được lời nhắn từ bảo vệ tòa nhà rằng có một tên tội phạm nguy hiểm đã lẻn vào văn phòng nơi cô làm việc. Cô cần phải ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Michelle chạy về phía thang máy thì cả hai thang đồng loạt mở cửa. Bên trong có những người trông khả nghi. Michelle nên chọn thang máy nào? Cô nên vào thang máy thứ hai. Tên tội phạm vừa bước vào tòa nhà. Hắn không thể đi xuống từ tầng trên được. Bạn đã lái xe nhiều giờ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của nền văn minh. Cuối cùng, bạn phải chấp nhận rằng bạn đã bị lạc. Bạn mệt mỏi, khát nước, đói bụng và không có tiền để mua gì cả. Đột nhiên ở bên đường, bạn thấy 4 cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đầu tiên có rất nhiều nước uống. Cánh cửa thứ hai giấu rất nhiều đồ ăn ngon. Đằng sau cánh cửa thứ ba có một phòng khách sạn ấm cúng với chiếc giường êm ái. Và nếu bạn mở cánh cửa thứ tư, bạn sẽ thấy hàng đống tiền mặt. Bạn sẽ chọn mở cánh cửa nào trước tiên? Cửa đầu tiên bạn nên mở là cửa xe ô tô của bạn. Vào buổi sáng, Paul ra khỏi nhà và nhìn thấy một điều kỳ lạ trong vườn. Có vài mẩu than, một củ cà rốt và một chiếc khăn quàng cổ nằm ở đó. Xung quanh nhà Paul có hàng rào, vì vậy không ai có thể đặt những món đồ kia ở đó. Làm sao chúng xuất hiện giữa bãi cỏ được? Ban đêm trời ấm và một người tuyết đứng đó đã tan chảy. Thám tử Lucas Brown được mời đến trường cao đẳng Long Road khi ngày càng có nhiều vụ trộm xảy ra ở đó. Trong một tuần, Lucas gặp 3 kẻ tình nghi. Mọi người đã làm gì lúc vụ trộm cuối cùng xảy ra? Anh hỏi từng người trong số họ. Thomas nói, hôm đó tôi đi vắng, tôi phải lái xe đưa em gái đến lớp học nhạc. Amanda trả lời, tôi đã ở thư viện cả ngày hôm đó để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Và Ryan nói, tôi sẽ đến Đan Mạch với bố mẹ vào mùa hè này. Đó là lý do tôi dành tất cả thời gian rảnh để học tiếng Hà Lan. Lucas ngay lập tức biết ai đang nói dối. Bạn có biết không? Đó là Ryan. Mọi người nói tiếng Đan Mạch ở Đan Mạch. Tiếng Hà Lan là ngôn ngữ chính thức của Hà Lan. 4 tù nhân tham gia các lớp học vẽ. Họ học vào thứ hai hàng tuần. Đội lính canh hộ tống các tù nhân đến phòng vẽ và khám xét họ vào cuối mỗi buổi học.
tất cả các tù nhân đều có dụng cụ vẽ tranh của riêng họ và họ cất chúng trong phòng giam. Câu hỏi là ai trong số họ có nhiều cơ hội trốn thoát hơn? Thời gian của bạn đã hết và câu trả lời là tù nhân này. Anh ta có thể dùng dụng cụ mình có để tô quần áo màu xanh lá. Bằng cách này anh ta sẽ trông giống một lính canh và có thể trốn ra khỏi tù. Bọn tội phạm đã bắt cóc 3 nhân viên ngân hàng để lấy thông tin tài chính bí mật từ họ. Các nhân viên ngân hàng bị nhốt trong một tầng hầm chỉ có một cửa sổ phía trên cao. Những người này quyết định rằng ít nhất một trong số họ phải trốn thoát để đi báo cảnh sát. Họ đứng trên vai nhau, nhưng người trên cùng vẫn không thể với tới cửa sổ. Họ có thể trốn thoát bằng cách nào? Người cao nhất trong số họ nên leo lên trên cùng. Và vì người này cũng có cánh tay dài hơn nên sẽ với được tới cửa sổ.